còn dợn nước giữa đầm sen. Ban giám khảo này phải có giúp đỡ cho cô như vậy là cả một cái gia tài lớn lắm của cô. Cô giờ cô không muốn gì nữa. Coi như giờ về thì cô sửa nhà lại cho nó không có dột nữa, cho mấy chỗ mấy cháu nó ngủ thứ nhất. Thứ nhì nữa là cô cũng đi lấy sắt trong mấy tay ra. Cô sẽ cho mấy nhỏ nó ăn học tới nơi tới chốn. Cho dù mà không mấy thì cô cũng vẫn lo như ngày nào. Chỉ mong sao là cho ba đứa nó học thành tài thôi. Nói chung là cũng không có, tôi cũng không có gì buồn. Tại vì cái mình chơi hết sức mình thì được bao nhiêu thấy bấy nhiêu chứ không có buồn. Có thêm bạn rất là vui. Để lo đi lo cho bà già của cái anh mà rồi tôi đi hát giùm. Cây phương hồng bờ sông nở hoa, đó cả con chim cũng vang lời ca. Ghé chiêu Cà Mau đặt cắm sào bên bờ kính ngã bay. Thật sự là thấy những cô chú anh chị đồng hát một cái tập chung với mình, thấy ai cũng phấn khích, ai cũng lo lắng. Thấy mới đầu thì mình nghĩ là không nặng gì thi, nhưng mà thật sự thì thấy ai cũng lo lắng, thấy dễ thương quá. Cái cô kia cũng vậy, là em Hiếu cũng vậy, làm cho con người mình nó cũng run run luôn, mình cũng hồi hộp theo. Nhận được rất nhiều tình cảm của cô chú anh chị khán giả xem, rồi được cho tiền để mình giúp đỡ cho mấy cô chú trong viện dưỡng lão. Nó thấy là rất là mãn nguyện của Thảo với Tân Lợi. Mình vô được tới vòng 3 thì mình cũng muốn cố gắng hết sức để mình chiến thắng cái giải thưởng cao nhất. Trời đất giao xuân đào ơi đừng nỡ dội, để tôi được bồi hồi nhìn đại hoa hè nở. Thì mình chỉ có cảm giác hơi tiếc nhưng mình không buồn, bởi vì mình thấy anh Lợi cũng hoàn toàn xứng đáng. Về số tiền này thì đầu tiên mình muốn lấy số tiền này về để mình sửa lại nhà. Phần còn lại thì chắc mình chia ra mình để dành dụm ở đó để có gì mình có thể lo được cho ba với mẹ.